hiện hình ảnh đầu tiên của Ngọc Trinh sau khi bị Hoàng Kiều đá. Trong ảnh, Ngọc Trinh diện đầm đen, đi giày hiệu, mang túi da cá sấu số lượng có hạn đến từ một thương hiệu đình đám trên thế giới. Mới đây, Linh Chi, người em trong nghề được Ngọc Trinh coi như em gái, đã tiếp tục chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh của mình và Ngọc Trinh cùng nhau mua sắm. Trong ảnh, Ngọc Trinh diện đầm đen, đi giày hiệu, mang túi da cá sấu số lượng có hạn đến từ một thương hiệu đình đám trên thế giới. Trước đó, Linh Chi viết trên trang cá nhân sắp được hội ngộ với Ngọc Trinh. Vì vậy, nhiều cư dân mạng cho rằng đây là hình ảnh mới nhất của nữ hoàng nội y sau khi bị Hoàng Kiều đá. Tuy nhiên, một số cư dân mạng cho rằng đây chỉ là một hình ảnh cũ của cả hai mà Linh Chi chia sẻ nhằm động viên Ngọc Trinh. Miệng là của người khác, lời thị phi chỉ là chuyện trong thiên hạ, vĩnh viễn không phải là thước đo đánh giá một con người. Bởi vậy, thay vì dao động trước những lời đàm tiếu thì chúng tôi lại luôn nhìn lại bản thân và luôn tin vào chính mình. Chỉ cần bản thân luôn sống ngay thẳng, tâm hồn trong sạch, đối diện với đất trời mà không hổ thẹn, thì hà cớ gì tụi tôi phải bận lòng khi có người gièm pha. Cuộc sống mấy ai biết trước định mệnh, sống yêu thương chân thành, hiền lành như chị sẽ có rất nhiều điều tốt xảy đến. Người khác càng nói xấu mình lại càng nhận được nhiều lộc, thế nên chúng ta phải luôn vui tươi nhé. Linh Chi viết an ủi Ngọc Trinh. Kể từ sau khi Hoàng Kiều tuyên bố chia tay Ngọc Trinh vì lý do không ngờ tới, thì Ngọc Trinh dường như biến mất khỏi mạng xã hội, không còn xuất hiện trong các sự kiện giải trí. Bản thân cô và ông bầu Khắc Tiệp cũng không có bất kỳ chia sẻ gì về thông tin trên. Vì vậy, thông tin về Ngọc Trinh và tình trạng của cô đang được nhiều cư dân mạng tò mò. Tỷ phú Hoàng Kiều bị ném đá khi khoe thời chế, 72 đã mất Trinh rồi. Tình cũ của nữ hoàng nội y bị cho là quá trẻ con, không đáng mặt đàn ông. Mới chia tay người tình kém 45 tuổi được vài ngày, nhưng doanh nhân gốc Việt giàu nhất thế giới dường như không chút buồn phiền. Ông Hoàng Kiều vẫn liên tục đăng tải những thông tin về mình trên trang cá nhân, thậm chí còn chia sẻ thêm hai phiên bản mới rất hài hước của bài thơ 60 là tuổi dậy thì mà ông từng làm tặng Ngọc Trinh. Tỷ phú đặt tên cho bài thơ chế sau khi chia tay Ngọc Trinh là 72 đã mất Trinh rồi và dí dỏm viết thương tặng các bạn ngâm nga 3 ngày Tết. Nguyên văn phiên bản khác của bài thơ 60 tuổi đã dậy thì được ông Hoàng Kiều và một người bạn chế thêm. 72 đã mất Trinh rồi, 60 là tuổi dậy thì, 70 là tuổi mới đi vào đời. 72 đã mất Trinh rồi, 80 là tuổi chơi bời em ơi. 90 ngoảnh lại nhìn nào, 100 năm hạnh phúc dâng trào, 110 tuổi lao đao cuộc tình. 120 xin vẫy tay chào, ngồi sâu nải chuối nhìn gà khỏa thân. Phiên bản do người bạn tên Hoàng Nam Giang của ông Hoàng Kiều thêm. 60 là tuổi dậy thì, 70 là tuổi mới đi vào đời. 72 đã mất Trinh rồi, 80 tuổi biết ăn chơi dài dài. 90 da dẻo sức trai, 100 cô gái vẫn tài như xưa. Thêm 10 năm nữa mây mưa, 110 tuổi lưa thưa gọi là. 120 nghỉ ngơi trong nhà, ngồi sâu nải chuối nhìn gà khỏa thân. Sau khi đăng tải cả 3 phiên bản cũ và mới được sáng tác trước và sau khi chia tay Ngọc Trinh, ông Hoàng Kiều bị nhiều khán giả ném đá chỉ trích dữ dội. Hầu hết ý kiến đều cho rằng ở tuổi 73, tình cũ của Ngọc Trinh vẫn còn quá trẻ con nên để có những hành động rẻ tiền, mất thể diện một doanh nhân nổi tiếng. Một số người khuyên ông Hoàng Kiều đã chia tay rồi thì không nên bới móc nhắc đến tên Ngọc Trinh khiến cô đau lòng thêm. Trong khi bạn trai cũ vẫn tung tẩy vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra, thì nữ hoàng nội y khá đau buồn, sốc vì cuộc tình mới đổ vỡ quá nhanh. Sau những ngày im lặng, khóa tài khoản cá nhân trên mạng xã hội, mới đây cô mở lại Instagram chia sẻ việc bản thân bị tổn thương nhưng vẫn phải cố gắng, sống như không có chuyện gì xảy ra. Nhiều khán giả đã an ủi động viên người đẹp quê Trà Vinh mạnh mẽ vượt qua nỗi buồn tình cảm. Mối quan hệ của Ngọc Trinh và ông Hoàng Kiều bắt đầu từ tháng 11. Cả hai được chị Đào Lan Phương, con dâu của tỷ phú Hoàng Kiều giới thiệu với nhau. Suốt hơn 2 tháng gắn bó, chuyện tình của cặp 72-27 trở thành đề tài bàn tán khắp trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội. Cả hai từng có những chuyến du lịch tại Nhật Bản, Thượng Hải, Bắc Kinh để gần gũi nhau. Trong chuyến sang Mỹ ra mắt gia đình tỷ phú Hoàng Kiều hồi tháng 12-2016, Ngọc Trinh còn được các con cháu của bạn trai gọi bằng bà nội, mama, như lời thừa nhận vị trí quan trọng của cô. Ngọc Trinh từng được ông Hoàng Kiều ca ngợi hết lời,
Tuy nhiên, hôm 23 tháng 1, tỷ phú bất ngờ tuyên bố đã chấm dứt mối quan hệ với người tình kém 45 tuổi vì lý do cô không xứng đáng với tình yêu của ông nữa. Thách thức danh hài tập 14, Trấn Thành Trường Giang hoảng hốt với ba cô hoa hậu mũm mĩm. Thí sinh Anh Hòa dắt theo ba cô hoa hậu mũm mĩm đến dự thi thách thức danh hài tập 14, khiến hai danh hài bất ngờ và thích thú. Tối 1 tháng 2, thách thức danh hài tập 14 đã lên sóng với nhiều tình tiết thú vị. Mở đầu chương trình, hai danh hài Trường Giang Trấn Thành và Ngô Kiến Huy xuất hiện trong ba bộ trang phục giống nhau qua tạo hình của ba chú sạc lô khiến khán giả vô cùng phấn khích. Trường Giang Trấn Thành MC Ngô Kiến Huy đã có màn tương tác đầy vui nhộn. Hai giám khảo cùng MC khuấy động không khí trước khi trở về hàng ghế quen thuộc. Ba nàng phụ diễn mũm mĩm làm Trấn Thành Trường Giang phát hoảng. Thí sinh Anh Hòa, gương mặt trẻ được khán giả biết đến qua bộ phim Trái Cấm, phát trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện trong tập 14. Ở vòng 1, thí sinh trong vai MC của chương trình Thách Thức Hoa Hậu, rồi bất ngờ giới thiệu ba cô hoa hậu mũm mĩm bước ra khiến hai danh hài phát hoảng. Thí sinh yêu cầu ba người bạn phụ diễn phải nói được mật mã và đến khi người bạn phụ diễn thứ ba nói ra thì Trấn Thành bật cười. Điều này khiến cho cô nàng không kìm nén được cảm xúc của mình. Ở vòng 2, thí sinh dẫn dắt phần thi năng khiếu của các hoa hậu. Không những vậy, cô bạn phụ diễn nặng 115kg còn bất ngờ tiến đến bàn giám khảo nhìn chăm chăm và làm điệu bộ chọc cười Trấn Thành, khiến anh không nhịn được ở những giây phút cuối cùng. Một lần nữa, cô bạn phụ diễn duyên dáng đã rơi nước mắt. Nhận được 10 triệu, thí sinh cùng ba người bạn của mình xin dừng cuộc chơi. Trường Giang Trấn Thành ôm thắm thiết cô nàng phụ diễn có duyên. Hai thí sinh Chí Thiện và Anh Thư xuất hiện trong tạo hình ngộ nghĩnh, bước ra giới thiệu một người là cán bộ trung tâm văn hóa của phường và một người là cô giáo dạy cấp 1. Đến phần thi, cả hai sử dụng điệu bộ lồng tiếng kiểu kiếm hiệp, đối thoại với nhau rất nhanh không vấp. Bên cạnh đó, cả hai còn đưa cải tên Harry Won và Ngô Kiến Huy vào câu chuyện để làm mạng miếng gây cười, nhưng vẫn không có danh hài nào nở nụ cười trên môi. Trấn Thành khen ngợi tiết mục có đầu tư nhưng chưa đủ thuyết phục để anh cười. Thí sinh Diễm Trinh, 21 tuổi với ngoại hình mũm mĩm, hiện là sinh viên chuyên ngành luật của Đại học Cần Thơ, ước mơ cháy bỏng được diễn hài, nhưng cô lại học ngành khác vì mong muốn của ba. Ở vòng 1, cô giả vờ nói chuyện điện thoại rồi tự cười nắc nẻ từ trên ghế té xuống khỏi ghế, khiến Trấn Thành bật cười. Đến vòng 2, cô nhanh chóng xử lý tình huống, hết hát vòng cổ bài Duyên Phận, rồi chuyển sang Anh Cứ Đi Đi phiên bản opera. Nhận được 10 triệu, thí sinh xin dừng cuộc chơi. Thí sinh Hoàng Tuân vào vai MC trong cuộc thi Hoa hậu Quý bà, với cách dẫn dắt điềm tĩnh nhẹ nhàng giới thiệu hoa hậu của năm trước bước ra để công bố tân hoa hậu. Thế nhưng, anh chàng cứ nói liên tục và cướp lời không cho người bạn phụ diễn của mình phát biểu. Điều này đã khiến cho Trấn Thành bật cười. Đến vòng 2, thí sinh có màn đối thoại với người bạn phụ diễn trong vai Việt Kiều mới về nước, còn ngơ ngác vì cảm thấy xa lạ mọi thứ. Thế nhưng, tình huống này không chọc cười được giám khảo. Anh chàng bán kẹo kéo đường phố Trọng Tân cùng với người bạn phụ diễn đã có phần thi hài hước. Thí sinh vừa bước ra chưa thoại câu nào đã ngã lăn từ trên sân khấu lọt xuống sàn, khiến Trấn Thành bật cười. Tiếp đó, anh cùng bạn diễn của mình vào vai ăn trộm, tương tác đối đáp qua lại cho đến hết giờ nhưng vẫn không ai cười. Chàng sinh viên Đức Anh dự thi tiết mục vừa thể hiện beatbox, vừa đánh vào má của người bạn phụ diễn. Cứ thế, hành động này cứ lặp đi lặp lại, khiến Trấn Thành bật cười. Vượt qua hai vòng thi, ở vòng 3, thí sinh mạn phép nhờ Trường Giang lên sân khấu diễn cùng. Đang thi thì anh bất ngờ mời Trấn Thành rời khỏi ghế và lên hẳn sân khấu. Thí sinh và người bạn phụ diễn nhanh chóng chạy xuống để chiếm ghế và ngồi phán trong vai trò giám khảo, nhưng vẫn không lấy được nụ cười của hai danh hài. Khép lại thách thức danh hài tập 14 với nhiều cảm xúc, tập 15 sẽ lên sóng vào lúc 21:30 tối thứ tư ngày 8 tháng 2, 2017 trên kênh HTV7.